Hello, xin chào anh chị và các bạn. Chào mừng anh chị và các bạn đã đến với video lần này của mình. Thì video lần này mình xin giới thiệu cho anh chị và các bạn một cái dòng máy vắt mép ha, rất là nổi tiếng và rất là được nhiều nhà xưởng tin dùng với thương hiệu Nitto và mã sản phẩm là HB-15B ha. Thì đây là toàn bộ cái phụ kiện đi kèm với máy này mình có để sẵn trên bàn hết rồi, như là khóa này 24-27 này đó, đầu 24 đầu 27 được đi kèm này. Rồi một cái miếng gá vắt mép để thay thế ha, ở trên này có một miếng để gắn sẵn cho máy rồi. Tiếp theo đó là một cái dụng cụ ha, dụng cụ để chúng ta mở khóa và lắp đặt lưỡi vắt mép. Tiếp tục đó là một bộ lưỡi 12 lưỡi vắt mép cho chúng ta được đi kèm. Tiếp theo đó nữa thì đây là một cái catalog và phiếu bảo hành chính hãng của Nitto đi kèm với máy này. Trên này thì nó sẽ in tất cả các thông số cho chúng ta luôn, như là máy có trọng lượng 14kg nè, 14kg và sử dụng nguồn điện 220 với tốc độ của nó thì từ 3340 vòng/phút ha, đó 3340 vòng/phút và công suất là đạt tới là 910W và vác được mép cho 15mm, vác được mép 45 độ ha anh chị ha. Thì trước tiên thì như mình sẽ nói thì ưu điểm của máy này trước. Thì ưu điểm nổi bật của nó thì con HB-15B này thì nó đây là một cái máy vắt mép lý tưởng dành để vắt mép trước khi hàng ha anh chị ha. Và thay thế lưỡi cắt thì phía dưới này rất là đơn giản luôn ha, 4 lưỡi. Mỗi lần sử dụng là 4 lưỡi ha anh chị ha. Với cái sử dụng lưỡi cắt 4 chiều nha anh chị nha. Đó, lưỡi cắt 4 chiều phía trong này rất là dễ dàng lắp đặt luôn. Bên cạnh đó nữa thì sau khi vác thì với bề mặt vác mép của mình thì mình không có cần phải chỉnh sửa lại ha, mà là vác một lần là ăn đứt luôn đó, rất là nhanh và nó giúp cho cái chúng ta đỡ tiết kiệm năng lực này và tiền khi sử dụng ha. Đó rồi, con dòng này thì nó giá cả nó cũng có rất là hợp lý. Bên cạnh đó thì sử dụng điện 220 rồi, nhưng mình đã nói sử dụng điện 220 với khả năng vác thì như mình đã nói từ 0 tới 15 độ này và 70 ly một lần vác ha. Còn cái gốc thì gốc vác thì từ 15 tới 45 độ ha. Đó, trọng lượng thì đây ở trên này nó sẽ có đầy đủ cái thông số trên này hết rồi đó, 15 tới 45 độ này ha, đầy đủ trên này cho chúng ta hết rồi. Bây giờ mình sẽ đi tới bộ phận chi tiết hơn của phòng máy. À, đây là sợi dây nguồn của máy này nha anh chị nha. Sợi dây nguồn rất là dài ha, sợi dây nguồn rất là dài. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ cái thùng này xuống để chúng ta dễ dàng quan sát hơn của máy ha. Rồi tiếp tục, phía bên này nó sẽ có phần công tắc on off này, công tắc on off này. Đây là cái bộ phận động cơ của máy này. Đấy, được sơn toàn bộ lớp tên điện hết rồi, rất là an toàn. Phía trên này nó cũng sẽ in cho chúng ta cái tem thông số kỹ thuật này, phía trên này cũng có này ha. Đây là thông số kỹ thuật của động cơ, đây là thông số kỹ thuật của bề mặt vắt mép. Rồi phía bên đằng sau thì sẽ có tem cảnh báo và bộ phận tản nhiệt. Tay cầm thì phía này ha, tay cầm phía này thì ở trên này mình sẽ gắn video cho anh chị xem về cái cách sử dụng và cái vắt mép ha. Đấy, thì ở trên video mình sẽ có gắn. Rồi tiếp tục phía trên này ha, đây in đầy đủ cái thông số như mình đã nói rồi ha. Phía trên này nó cũng có số series của phòng máy này, hàng chính hãng này, xuất xứ tại Nhật này, đến từ thương hiệu Nitto này. Đấy, toàn bộ được sơn lớp tình điện rất là đẹp, rất là chất lượng. Máy này thì rất được nhiều nhà xưởng cơ khí tin dùng, tại vì nó giúp cho công việc của chúng ta rất là nhanh chóng, sử dụng rất là nhanh, phát rất là nhanh ha. Rồi không có làm thủ công, cái này chỉ cần đưa vào một cái thì hoàn toàn là đẹp rồi. Mình cũng vừa review sơ cho anh chị xem về cái mẫu mà máy vắt mép đến từ thương hiệu Nitto với mã sản phẩm là HB-15B. Nếu anh chị nào có muốn quan tâm hoặc muốn biết thêm chi tiết về cái dòng sản phẩm này, về cách lắp đặt, cách sử dụng thì hãy liên hệ số điện thoại, chỉ cập đường link website để mình tư vấn kỹ hơn ha. Rồi xin chào, hẹn gặp lại anh chị ở những video lần sau.